Chào mừng ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bánh Bao Cuộc Sống Trung Quốc Chiết Giang. Thì hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Bánh Bao. Thì đây là Bánh Bao hôm nay sẽ đi vô cầm hộ khẩu và giấy tờ để đem vô đây đăng ký cho Bánh Bao học 2 tháng hè cả nhà. Bà nội Bánh Bao nói với lại cô hiệu trưởng nói là bây giờ là trong thời gian nghỉ hè 2 tháng thì rất là ít học sinh đi học. Chỉ có một số học sinh là không có ba mẹ ở nhà giữ, hay là ông nội bà nội giữ thì mới cho đi học thôi cả nhà. Thì trong lúc này ít học sinh á, thì nên cho Bánh Bao đi học để Bánh Bao dễ tiếp thu hơn. Để Bánh Bao khi mà chính thức vô học tháng 9 bắt đầu khai giảng thì Bánh Bao sẽ không bỡ ngỡ và đã quen thuộc với nơi này rồi cả nhà. Thì đây là cái hai lớp mầm ở dưới đất. Thì bây giờ là ba Bánh Bao đang làm giấy tờ và đóng tiền học cho Bánh Bao với cô hiệu trưởng cả nhà. Thì 2 tháng hè như vậy á, thì là 1.800, tính ra như vậy là 900 tệ một tháng cả nhà. Thì 3 ngày đầu cô hiệu trưởng có nói là bây giờ sẽ gửi Bánh Bao ở đây 3 ngày đầu thì sẽ học nửa buổi. Sau khi ăn cơm trưa xong á, thì 11:40 sẽ lại đón Bánh Bao. Sau khi mà bắt đầu từ ngày thứ tư á, thì Bánh Bao sẽ ngủ ở đây và đến chiều 4:30 mẹ sẽ lại rước Bánh Bao. Thì Bánh Bao cũng hơi là Bánh Bao cũng không có sợ cả nhà, đi vô đây rất là dạng luôn, giỡn này nọ với anh chị trong đây. Nhưng mà một xíu không thấy mẹ thì lại đi kiếm mẹ. Một ngày đầu tiên đi học thì em cũng rất là lo lắng lắm luôn, cũng không dám về nữa, cứ quanh quẩn ở trong đây đợi cho tới trưa rồi rước ảnh về luôn. Thì đây là đang chơi nè cả nhà. Sau khi mà ở trong lớp sinh hoạt xong thì đi ra ngoài leo lên mấy cái bậc cầu thang này trẻ nhà thì Bánh Bao rất là thích luôn. Thì cũng có mấy bé mà cũng ngày đầu tiên đi học cũng rất là khóc luôn, có bà ngoại đi theo nữa cả nhà. Bà ngoại, bà nội cũng đi theo, không dám đi về. Bà Bánh Bao thì Bánh Bao không có khóc, lại cũng hên cho Bánh Bao. Bánh Bao rất là dũng cảm luôn. Những lúc mà đi chích ngừa, Bánh Bao cũng không có khóc nữa cả nhà. Có mẹ ôm, mẹ nói là có mẹ đây không sao đâu, là ảnh chích vô cái ảnh hả la lên cái mà mẹ ẩm đi ra ngoài là nín hết trời cả nhà, lo nín lắm. Thì cái cô mặc áo trắng đó là giáo viên sẽ dạy Bánh Bao cả nhà. Thì cũng có một bé đây mặc cái áo đầm màu vàng trắng giống vàng vàng đó, là mẹ cũng là Việt Nam. Thì em cũng biết cái chị này hồi bữa em cũng có gặp đi chơi chung với cái chị này một lần. Thì hôm nay cũng đi học, Bánh Bao cũng được dịp học chung với chị Việt Nam đồng hương luôn. Còn cái cô áo, cái người mà mặc áo đầm màu hồng hồng này là cả nhà, đó là cái cô hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng này chắc cỡ 50+ rồi cả nhà ơi, nhưng mà rất là đẹp luôn, rất là trẻ luôn.你不推也不急，慢慢爬，对，厉害了，厉害了，厉害了，厉害了，还有挑战哦，你真的厉害了，小心啊，你还在那，你要尝试呀，我真的，我脚都疼了，真是不能推，真的，真是不能推。
Thì sau khi mà chơi ở ngoài trời khoảng 15 phút thì bắt đầu vô lớp trở lại. Thì cô giáo có dán mấy cái hình ngôi sao lên trên trán của mấy học sinh rồi cả nhà. Mà Bánh Bao ảnh không có chịu hay sao, ảnh cứ đi vòng vòng. Ảnh không có chịu ngồi giống như mấy chị mấy anh này. Thì lây quay một hồi thì cũng tới giờ ăn cơm trưa rồi cả nhà. Bây giờ là 11 giờ mấy rồi. Thì cô giáo sẽ bới cho mọi người một cái tô cơm như thế này. Hôm nay thì có canh cà chua, nấm mèo xào với thịt, và thịt gà chiên chua ngọt. Thì cô giáo có làm cho Bánh Bao một tô cơm là chan canh cà chua vô. Nhưng mà em nói là Bánh Bao nó không có ăn canh. Chỉ cần bới một chén cơm với bỏ thịt vô cho Bánh Bao này nọ thôi, chứ nó cũng không có ăn rau gì hết trơn á cả nhà ơi.